Rồi đi xe á, các bạn đừng ham gắn mấy con mấy cái bảo vệ nóc này nha các bạn. Con ốc này nè, bắn ra lại gãy ngang gãy ngang. Làm xe mình sẽ sửa chữa nó, mà các bạn gắn những cái khung inox này nè, nước nó sẽ lọn vô những cái khe của cái đường inox này nè. Còn những con ốc này nè, nó sẽ kín hoàn toàn, nước nó không vô, nó sẽ không mục con ốc ở giữa. Những trường hợp này bắn nó gãy chân ở trong luôn, là các bạn lỗ làm lấy sấy làm gì để xe bạn cũng nát hết, bảo vệ không có được nhiều á, mà tới chừng sửa chữa là các bạn lỗ đó. Mình cũng chia sẻ nhanh luôn, đừng có thèm gắn ba cái này, gắn không có được đâu. Còn gắn á, là mua inox inox gắn vô rồi trét mỡ bò vô trong đây, rồi hàng năm phải lấy ra chùi rồi làm dữ lắm, nó cực lắm nha các bạn. Chứ mỗi lần mà các bạn tới chừng mở sửa chữa lại gãy ngang hết luôn.